Mình chào quý vị và các bạn, mình chào các bác các anh em. Và tiếp tục clip ngày hôm nay, bên em lại lên cho các bạn anh em rất là nhiều âm ly. Bởi vì tuần trước là em lên được rất là ít clip. Bởi vì cũng do lũ các bạn nhá, lũ với bão là ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống. Vì thế là em cũng phải chạy lũ và cũng cất lên tầng 2. May cho em nó không bị lụt. Thì cũng có thể là đồ vẫn còn rất là đẹp để giao lưu các bác anh em. Và hàng em cũng mới về rất là nhiều các bạn nhá, hàng em cũng mới về rất là nhiều. Và trong clip nào cũng vậy, bên em luôn luôn sẽ có cái biển tên đầu tiên, đó là Quang Huy Audio, và số điện thoại là 09486 và 02386. Và mọi cái vấn đề bên em báo ra, cái mức giá của bên em thì đều các bạn anh em đều được bao gồm cái phí cước vận chuyển hết rồi các bạn nhé. Đó là giao hàng toàn quốc và đều các bạn anh em sẽ không có 1.000 tiền phí phát sinh nào nữa đâu các bạn nhé. Không có 1.000 tiền phí phát sinh nào nữa. Vâng, trong clip ngày hôm nay bên em lại về được một con âm ly Kenwood các bạn nhé. Con này là con Kenwood, mặt nó màu đen rất khó đánh nét các bạn nhé. Kenwood K990D nhá. Con này thì rất là nhiều anh em hỏi bởi vì nó là cái dòng công suất lớn và đặc biệt là nó có cái cổng dè ao, các anh em thể là cắm trực tiếp xúc điện vào trong con âm ly này luôn. Các anh có thể là nghêu ngao gia đình cắm thêm trầm nữa là có thể cắm mic nữa, vang nữa là có thể hát được rồi các nhá. Hát được rồi. Vâng, con này thì nó có cái size rất là lớn các nhá. Size là size 44. Để đánh loa thì đánh A, B hoặc là A cộng B. Đấy. Hàng về thì vận chuyển thì nó có bị xước nhá, có bị xước đấy. Còn này thì em bán thanh lý luôn các bạn anh em, đấy nó có bị xước chứ không phải là nó không bị xước, nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là nuột nà nhá, nhìn nó vẫn còn rất là nuột nà luôn. Đấy, nhìn nó vẫn rất là nuột nà luôn. Máy sử dụng là 8 con sân ken các bạn nhá, máy sử dụng là 8 con sân ken, 4 con sân ken 2 vít và 4 con sân ken 1 vít, và công suất nó đưa ra là 300W. Con này thì máy chạy là một nguồn 4 tụ lọc các bạn nhé, một nguồn 4 tụ lọc. Con này rất là khỏe luôn, các bạn anh em có thể là hỗ trợ các bạn anh em chơi những cặp loa Kenwood Kenwood Bass 30-40, các bạn anh em có thể là ghép vang, có thể là hát karaoke trên con âm ly này luôn ạ. Chẳng hạn nó đánh từ 4 đến 16 ohm luôn các bạn nhé, chẳng hạn đánh từ 4 đến 16 ohm luôn. Và con này thì bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá là chỉ có trong clip ngày hôm nay các bạn nhé. Trong clip ngày hôm nay thì có một con âm ly Kenwood K990D này. Đấy, có tình trạng về là có bị xước các bạn nhé, có bị xước chứ không phải là đẹp xuất sắc. Nếu như đẹp xuân sắc thì bữa trước em cũng đang bán là 3 triệu mấy, 3 triệu rưỡi, 3 triệu 8 cơ gặp nhé. Thì con này trong clip ngày hôm nay, một con Kenwood K990D, nó hơi bị xước một tí ở đây. Thì bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá là 2 triệu 8 gặp nhé. 2 triệu 8 cho con Kenwood K990D. Đấy, cũng rất là đẹp gặp nhé, cũng rất là đẹp, nó chỉ tiếc cái nó bị vận chuyển, nó bị xước này. Đấy, để các bạn anh em giá rất là rẻ luôn ạ. Và bên trên là một con âm ly Onkyo Integra A755N 25 mã xe 100 các bạn nhá. Đấy, con này thì bữa trước anh em đọc về tranh nhau các bạn nhá. Hôm trước em có một con anh em phải tranh nhau. Để cho người này không được mà để cho người kia cũng được. Cuối cùng là anh em lại cứ phải hẹn anh em để bữa sau có thì có thể giao lưu. Con này thì em cũng mới về đây các bạn nhá, mới về con Onkyo đấy. 755N xe 100 đấy, về tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bạn nhá. Hàng của bên em là hàng đấu mạng các bạn anh em, hỏi các bạn em phải nghĩ bởi vì cái hàng này là hàng bày bán tại siêu thị các bạn nhé, bày bán tại siêu thị các bạn anh em. Đấy, các cái phần núm nút các bạn anh em có thể quan sát là nó còn rất là sáng luôn các bạn nhé. Các cái phần núm nút và cái vỏ của nó còn cực kỳ đẹp. Thì vì thế nó mới được bày bán tại siêu thị tại Nhật Bản các bạn nhé, chứ không như mấy cái đồ bãi là đôi khi nó xấu các bạn nhé. Đồ bãi là đồ xấu, đôi khi là nó có những con món, có những con đẹp và cũng có những con xấu, nhưng mà đồ bày siêu thị thì thông thường nếu mà bị xước ấy, nếu mà bị xước ấy thì là do vận chuyển thôi các bạn nhé. Còn em mua thì nó đẹp lắm các bạn anh em nhé. Vâng, con này thì máy chạy là 4 con sò sắt Toshiba các bạn nhé, 4 con sò sắt Toshiba. Dòng này thì các bạn anh em đánh loa Onkyo M100, cái dòng monitor các bạn nhé, cái dòng monitor. Hoặc các bạn anh em ghép với những cặp loa AR này, KLH này, Dinaco, thậm chí là những cặp loa Mỹ các bạn nhé. Thậm chí là những cặp loa Mỹ của dòng này nó rất là tên tuổi rồi. Onkyo 755N 25 mã này xem 100 các bạn nhé. Rất là tên tuổi rồi, nhiều được nhiều anh em ưu chuộng. Nếu như anh em đang sử dụng một cái cặp loa cổ thì con này nó đặc, con này tiếng của nó rất là hay và ngọt ngào luôn đây các bạn anh em nhé. Tiếng của nó rất là hay và ngọt ngào, và đặc biệt là mấy các bạn anh em mua được một con nó rất là mới như thế này thì các bạn em rất là mới luôn đấy, các bạn anh em có thể nhìn ánh đèn soi vào nó sáng choang luôn. Và một con âm ly mà nó đẹp như thế này thì các bạn anh em chỉ có thể là mua hàng đấu mạng thì mới có thôi các bạn nhé. Con này thì cái size, các bạn nhé, size rất là lớn luôn. Các bạn anh em về vừa chơi vừa bày cũng rất là đẹp, vào vừa kệ luôn, vừa kệ luôn. Size là size 46 các bạn nhé, size là size 46. Và con này thì bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá là 3 triệu 900 nghìn đồng các bạn nhé.
3.900.000 đồng các bạn anh em ghép loa. Các anh em, cái mức tiêu thụ điện của nó, công suất của nó là từ 130W cho đến 350W là cái mức tiêu thụ điện tối đa, rất là khỏe luôn, tiêu thụ điện rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, các anh em nào mà nhanh tay có thể là liên hệ với em. Con này thì có một con thôi các bạn nhé, có một con về trong ngày hôm nay thôi, còn các anh em nào mà chờ được vài bữa nữa thì lại có thêm một vài con nữa. Con này thì chỉ có 3.900.000 thôi nhé, 3.900.000 cho con 755N xe 100 nhá. Đấy, bữa trước anh em nào mà tranh nhau thì bữa này có này, đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn, không một điểm chê luôn. Và bên trên là một con âm ly hết số của hãng Pioneer SA90 nhá. Con dòng SA hai số này thì là hết số rồi, 70, 80 và 90. Con này thì có thể chỉnh bát chép từng vế, bát chép vế trái và vế phải, chỉnh từng vế và đánh loa từ A hoặc B hoặc là A cộng B. Con này thì máy chạy là 4 con sò sắt xuất âm tụ. Con này thì con này công suất rất là lớn, công suất tiêu thụ điện của nó là 195 VA các bạn nhá. 195 VA mà ra loa cũng rất là lớn luôn đó các bạn anh em. Và con này thì sai, nó chỉ sai tầm 40, hơn 40 một tí thôi nhá. Sai hơn 40 một tí mà nó là dũng sĩ tí hon mà các bạn anh em. Hoặc là các bạn anh em còn ví von cho những dòng như này gọi là bé hạt tiêu, tại vì cái sai nó nhỏ thôi, nhưng các bạn anh em đưa những cặp loa cổ bát 30 vào nó đánh cho xem ạ. Đánh tiếng cực kỳ hay luôn mà ngọt ngào và đậm chất vintage các bạn nhé, đậm chất vintage. Và Pioneer SA90 này thì bên em nó giao lưu các bạn nghe với mức giá là chỉ có 4 triệu đồng thôi các bạn nhé. Chỉ có 4 triệu đồng cho một con âm ly hết số rồi SA 2 số các bạn nhé. Và bên trên đây cũng thấy nhiều anh em bán thấy vui mắt thì em cũng nhập về bán cho các bạn anh em luôn. Và đây là hai thớt các bạn nhé, hai thớt, một là âm ly và trên nó là tuner. Dòng này là dòng Sunsui AU2000 các bạn nhá. Dòng này thì thấy anh em bán thị trường và khen rất là nhiều. Ở đây thì mới về được một con. Vâng, con này size là size 40 gần 41 các bạn nhá. Và hai bên là nó sẽ có hai cái chỉ vàng này. Đấy. Hai bên nó có hai cái chỉ vàng. Và đánh loa thì đánh AB hoặc là A cộng B các bạn nhá. Đánh loa AB hoặc A cộng B. Dòng này là dòng xuất âm tụ. Máy chạy là bốn con sò neck các bạn nhá. Máy chạy là 4 con sò neck. Đấy, con này thì các bạn anh em, nếu như anh em mà đang không chơi được Sunsui 2000 dòng mắc tiền đó, thì chơi con Sunsui AU2000 các nhá. Cũng là 2000, cũng của Sunsui các nhá. Đấy, nói vui là vậy. Đấy, mặt mũi thì còn rất là đẹp luôn các nhá. Mặt mũi thì còn rất là đẹp. Đấy, dòng này thì thị trường có lúc anh em bán lên 5 triệu. Hai bên thì nó có hai cái hồi gỗ cực kỳ đẹp luôn nhá, hai bên hai hồi gỗ. Đấy, các bạn anh em chơi cũng như trưng bày cũng rất là tuyệt vời các nhá. Đấy. Chơi cũng như trưng bày rất là tuyệt vời. Đấy, radio thì về anh em nghe đài cũng rất là ok các bạn nhá. Về anh em nghe đài rất là ok. Đấy, máy móc thì đẹp tuyệt vời các bạn anh em. Hàng là hàng đấu mạng, các bạn anh em không phải lo nghĩ về vấn đề. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tem mác đầy đủ, vỏ viếc là gần như mới các bạn nhá, gần như mới luôn, đẹp xuất sắc luôn. Nên em mới dám đấu về để có thể giao lưu các bạn anh em. Vâng, hai thớt này các bạn, hai thớt này thì đang giao lưu các bạn anh em với mức giá là các bạn anh, hai thớt với mức giá là 4 triệu các bạn nhá. Hai thớt Sunsui AU 2000 và Sunsui TU 2000 với mức giá là 4 triệu các bạn nhá. 4 triệu các bạn nhá. Đấy. 4 triệu một con SA 90 và 4 triệu hai thớt này. Đấy, rất là rẻ luôn các bạn nhá. Và bên em thì hàng về rất là nhiều các bạn nhá. Bên em thì hàng về rất là nhiều, các bạn anh em có thể quan sát này. Đấy. Đây là chỉ một số nhỏ thôi. Đây có bên này này. Đấy, rất là nhiều nhá. Vâng, các bạn anh em xem video thì cho em xin một nút like, và các bạn anh em lần đầu tiên xem kênh thì có thể nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để những video mới nhất của bên em đăng lên. Cảm ơn các bạn anh em, xin thân ái và xin tạm biệt. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.